Bitcoin. Hello mọi người, lại là Zeno đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Minecraft thử thách nha mọi người. Và hôm nay thì đồng hành cùng với mình đó chính là Nguyên Noob Team luôn. Hello, what's up? Chào mọi người. Ba người với thanh niên không chào đi. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi chế độ đó chính là mỗi lần chết mà được hồi sinh do vật tổ trường sinh ấy thì chúng ta sẽ được đưa vào chế độ sáng tạo trong vòng 10 giây nha mọi người. Và đây, mình đã chuẩn bị cho mỗi người đó chính là đâu hết rồi. Lúc lấy hai cái nhá. Thế nó chuẩn bị 12 cái đủ rồi mà. Anh em lấy dư trả đây. Anh em lấy dư đây. Đây rồi. Đấy. Ok thì ai là người sống sót cuối cùng thì sẽ trở thành người chiến thắng nha. Lần này thì sẽ không yêu cầu là nhanh tay nhanh mắt như cái tập lần trước nữa, mà lần này thì sẽ ai lấy đồ ngon hơn và chiến thuật ngon hơn thì sẽ giành chiến thắng nha. Rồi, mình thì thôi, nói bé bé thôi cho mấy sinh viên đó. Cái này mình sẽ cái gì đấy, nói bé quá. Nói bé quá mấy sinh viên hết rồi. Tìm một cái cây để tự sát đó. Sao nhỉ? Rồi Pixel ta thấy mọi người cảm thấy là chơi này là phải đi tự sát. Ủa, mấy sinh viên đang đánh nhau kìa. Từ từ rồi đánh đây. từ từ rồi đấy đi. Ôi người anh em. Một cái nữa mọi người. Đây mình có một cái chiến thuật đó. Cực kỳ bá đạo luôn nha mọi người. Rồi anh đi. Đấy. Ai à. Ui tí chất. Ôi mày quá mày quá. Rồi. Tiếp này mọi người. Đây. Chả cần biết phải làm gì thôi, tốt nhất là cứ phun ra kim cương là. Nhưng bác block nữa. Nên bóc block để tự sát cho dễ à? Đâu, tay nghe còn một mạng thôi, ra giết được luôn mà. Hết mạng rồi, hết mặt tổ rồi. Ok, hết rồi, hết rồi. Nhưng nào? Tuy nhiên đi xem hết và núp giết chết okay. Rồi. Ok. Đó, mình cứ để như này cho chắc nha mọi người. Đấy, không bao giờ mình chết được cả. Tuyên bố cái này Zeno win nha. Win hộ cái. Rồi, tôi có báo bạn, tôi có giáp kim cương, có mà đến sáng mai mới win. Ra là vậy. Đi săn đi, Pixel quá. Pixel đâu rồi? Mình cứ làm một bộ đồ này đã nha mọi người. Nào, thanh niên nào dám tự tin ra đây không? Kinh. Thanh niên nào đây? Ôi trời ơi, TNT đây cho nổ đi. Ôi sợ quá. TNT rồi kìa, ghê quá. Ôi sợ quá Bạch ơi. Này, hộ cái. Nào đây đứng im. Nào, đứng im. Đây. Đứng ở giữa này. Ôi trời ơi, đây. Nào, đứng im để Vanh bọc xung quanh nhá. Cho ăn cáo vào. Đứng xuống dưới. Vui quá nhờ. Thôi mình chỉ có vui thôi. Đi ra đẹp để Vanh thử nghiệm cái này cho thanh niên núp về. Nào, gáy đi. Vui quá. Ô không đánh nhau à? Mọi người hiền quá mày. Thế nhà vứt cái thuốc gì kìa? Vứt thuốc yếu đuối rồi. đứng đập nào, mấy thanh niên đừng đập nào. Đây. Nó nổ ít không lát. Trời ơi. Đây. Nổ đi. Cái này được rồi. Nào nổ đi. Yeah, mấy bì. Ai sợ quá. Không chết. Thanh Khang đi rồi. Đi. Em còn một vòng tỏ trường sinh mà. Giết đi. Thế nhiên nào có cái suy yếu, vứt cái suy yếu khó chữ nhở. Mình cũng lấy kiểu chơi kiểu khó chữ thôi nhỉ. Sao? Tôi vẫn còn táo vàng này nhá. Anh đánh cả này. Đánh nó mệt lắm. Đánh nhiều quá chả. Mệt thật sự luôn, mỏi cái tay rồi. Tiếp. Thế tính ra thanh niên Khang với thanh niên Pixel chỉ còn một mạng duy nhất thôi. Anh em tổng tấn công dồn vào thanh niên Pixel này. Không nổ à? Nào, cố lên. Tập trung vào thanh niên Pixel đây anh em. Cố lên. Ui. Rồi, H3 hết vật tổ rồi. Rồi. Đây rồi. Ôi rồi, mình đã lấy được một này. Bây giờ mình đã có một lọ thuốc này, bây mình sẽ thử thêm một cái vật tổ đấy nhé mọi người.
Em đi xe đai. Ui, quá nhiều gọi là vật tổ cho một game. Xem nào. Chết rồi, cái đó nằm đâu nhờ. Oh no. Hết vật tổ rồi, không mà Vanh cũng làm giống thanh niên Zeno. À, mấy thanh niên hết rồi cho mình không sợ. Đây. Tự sát nào. Ai đánh nút ơi. Đây. Đây, mọi người sẽ được tọa nguyện như ý nha. Ai đánh hậu ơi. Oh no. À đây, 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 đây. Go ahead. Hát ra, hát ra đây đi. Hát ra. Ôi, anh chết rồi. Rồi xong hát chết hát ra rồi. Rồi ôi. Hát ba đã đi bụi rồi. Ở đâu, mình sẽ. Đấy, cứ chuẩn bị như này. À, trong này có một thanh niên. Một thanh niên nào đó. Anh bé. Ôi ôi. Được, mình. Ai, 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 có ai giết đây đúng không? Ui, cào đây. Ui, cào đây. Ôi cào đây. Đâu, để banh giết cho. Đâu, 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 để nó tiêu diệt thanh niên núp trước cho. Đâu. Đây, 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 đây. Đâu, giết đi, giết bằng kiếm đi, đừng có nổ, à, đừng có nổ, đừng nổ, đâu. À, ok, 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 ok. Giết bằng kiếm okay. Đi. Chết. À, quên mất thanh niên này còn. À, đấy, thế này, thanh niên lấy thuốc. À, thanh niên núp chết. Thanh niên bay tí. Hai thanh niên, ok, ra đi, ra cứ đi, giết ra nhau đi. Đi, cứ giết nhau đi. Ờ, có thanh niên Pixel trốn đâu kìa. Ờ, thanh niên Pixel trốn. À, rồi, rồi, rồi. Núp chết rồi, núp chết rồi. H3 chết rồi. Ôi, nha. Rồi, còn thanh niên Vanh này. Rồi. Còn em nữa đây, còn em nữa đây. Còn thanh niên Khang nha, ok. Giúp Zeno, Zeno cho Vanh chết cuối. Ờ, ok. Nào, lại, Vanh, 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 về đây, chúng anh mình gọi là hợp tác. Đâu, thanh niên. À, kìa, 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 thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đi, 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 về đây. Trên đỉnh cao có thanh niên nào đây anh? Đâu, đâu. Thanh niên nó đỉnh nhỉ? Anh, từ từ anh nha. Rồi, thôi, thôi, này, này, chuẩn bị giết em luôn này. Giết tiếp này. Về, chém nhá, chém kiếm cho nhanh. Bùa hồ mở rồi. Ôi, từ từ, đang táo vàng. Rồi luôn, mấy thanh niên làm tay sai nu lại luôn. Lên! Pixel ơi, Pixel đã chuẩn bị chưa? Nhảy xuống đi, nhảy xuống. Ui. Chưa chết kìa. Mình đã chết rồi thanh niên Khang. Cay lắm anh. Chiến thuật của mình quá hoàn hảo nhưng mà. Mình còn sợ. Ông đập lưng ông rồi. À, à. Ôi ôi, Pixel có khiên rồi, em không có khiên. Nhiều như này mà không làm gì được, cay dã man. À, anh này, tay tin làm gì? Ờ, thế à, Pixel chết chưa? Chưa, Pixel nhảy nước mà. Né đi, né đi. Rồi, xong. Ôi. Rồi, thế nhau. Ôi, này thì chết. Này thì, này thì. Thanh niên Khang, bây giờ chỉ còn thanh niên Pixel với thanh niên Vanh nha mọi người. Cuộc chiến TNT. TNT nó đặt xong chạy cũng vậy à. Ôi tới tới bên xe luôn kìa. Ôi 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 thề luôn, cái kế hoạch của mình quá hoàn hảo nhưng mà quên được phẩm vật tổ. Ờ đúng rồi, bây giờ chỉ có bây giờ chỉ có giết bằng TNT mới chết thôi nha. Chứ còn táo vàng tầm này là bá đạo lắm rồi. Ok, hết TNT rồi. À đây rồi. Hết TNT rồi. Ấy chết. À bị mắc rồi. Rồi xong luôn. xong rồi. Rồi, gãy luôn rồi. Xin nhảy game. Gãy luôn. Ui, Pixel còn thức yếu đuối các kiểu nữa. Ui, Pixel gọi là ngương đắc lợi thật sự. Anh Khang, đấy thấy chưa? Anh Khang hại người thế bây giờ chết chưa? Trời ơi. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay clip của mình đến đây là dừng lại rồi. Và nếu các bạn yêu thích clip này và muốn mình làm những clip tiếp theo hay hơn nữa thì hãy nhấn like cho mình và đừng quên là đăng ký kênh của mình và toàn bộ các thành viên của Noob Team để ủng hộ mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.